Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quỳnh Trang Idol. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Việt Nam, Tết Kỷ Hợi 2019 rồi. Và ngày hôm nay với cái vlog lần này thì Quỳnh Trang muốn làm một cái chủ đề mà hơi quen một tí xíu. Vào dịp Tết á, thì các bạn trẻ rất là sợ bị hỏi những cái câu rất là nhạy cảm. Nhưng mà cái đó thì Trang thấy báo chí nhắc đến cũng nhiều rồi. Và một cái khía cạnh mà hôm nay Quỳnh Trang muốn chia sẻ đến tất cả mọi người đó chính là thường những người con xa xứ như các bạn du học sinh hoặc là những người lao động xa xứ hoặc là những người định cư ở nước ngoài, họ sợ nhất bị hỏi những gì. Quỳnh Trang được lắng nghe những người bạn xung quanh họ chia sẻ và trời ơi, biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui ở đó. Video này chúng ta sẽ chia làm hai phần dành cho hai nhóm đối tượng. Thứ nhất đó chính là dành cho những người không được về quê dịp Tết. Phần 2 là dành cho những đối tượng đang và đã về Việt Nam ăn Tết. Với nhóm đối tượng đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những tình huống sau đây. Con Út nó gọi gì đi? Bà ba? Cho tôi nói chuyện với nó coi. Lâu quá tôi nói chuyện với nó. Coi coi nó giờ này sao mày mướn hỏi thôi. Hey Út hey. Ồ dạ, có nhờ dì Bảy, dì Bảy khỏe không? Tết này dì Bảy chuẩn bị tới đâu rồi? Giờ này khỏe không con? Dạ. Rồi định khi nào về Tết không về hả bay? Dạ. Bay đi múc chỉ à. Không về thăm ba má bay hả bay? Ông ba già quá rồi, không về. Mẹ thật không á, con cái gì? Dạ không? Dì Bảy cho con nói chuyện với mẹ con lại xíu nghe. Con nói chị có chuyện gấp, cái con hỏi mẹ con này cái. Dạ. Tao thấy sao mày không tranh thủ mày về đi mày. Trời ơi, để ông bà già ở nhà. Ông bà già rồi mày ơi. Mày đi vậy mày không thấy có lỗi mày. Đó là hàng loạt những cái câu hỏi mà Quỳnh Trang nghĩ nó cũng khá là được gặp thường xuyên khi những người con xa xứ không được về quê ăn Tết. Và mọi người nghĩ là đó những câu hỏi, câu nói rất là bình thường, những cái câu giao tiếp xã giao bình thường thôi. Nhưng không, đó không phải là những câu hỏi mang tính chất nhẹ tựa lông hồng, mà nó là hàng ngàn mũi dao nó đâm vô tim những người con xa xứ không được về quê ăn Tết. Mỗi lần Quỳnh Trang đọc thoáng đâu đó một cái câu là giống như đoạn vừa rồi đó, tranh thủ đi, về nhà đi, còn có bao lâu nữa đâu, ba mẹ già rồi. Quý vị các bạn ơi, nó sát muối trái tim dữ lắm. Họ đi họ đều có lý do hết, chứ đâu phải là ai cũng muốn xa quê xa gia đình đâu. Nhưng mà nghe cái câu mà tranh thủ đi, còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, họ biết chứ, ai cũng biết, những người con xa nhà ai cũng biết hết cái sự ám ảnh của những người con xa nhà khi mà không được về quê, kể cả dịp Tết hay không Tết, để thăm gia đình. Thì đó thực sự là cả một nỗi ám ảnh. Có rất là nhiều lý do khiến cho những người mưu sinh ở xa người ta không về được. Và kể cả những bạn du học sinh rất là sợ về Việt Nam. Lý do tiếp theo. Bác Sáu này, thế bên đấy chắc làm dư khá khá con nhờ. Tết này mày gửi về cho U thầy U mày bao nhiêu đây? Nhiều không? Bác ké một miếng con ạ. Nhá. What? Are you kidding me? Cái đó là vấn đề tế nhị mà. Mọi người biết là một lần về là tốn rất là nhiều tiền, nhất là về dịp Tết. Tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền uống, tiền lì xì, tiền Tết, tiền đủ thứ tiền, tiền mua sắm cho gia đình. Nhưng còn những người không về á, thì thường mọi người phải để dành vài ba tháng tiền lương, trích ra một phần mọi người mới để dành được và mọi người gửi về cho gia đình ở Việt Nam để mua sắm đồ Tết, vật dụng ở trong nhà, rồi để sắm sửa, để tân trang lại nhà cửa. Đó là cả một vấn đề. Bớt hỏi bao nhiêu tiền được gửi về Việt Nam. Nào. Tết bên đó chắc vui lắm hả? Rồi mày có được nghỉ không? Nghỉ mấy ngày? I don't like where this is going. Nghe hỏi câu đó xong, lời bài. Tết Việt Nam vẫn được nghỉ, với điều kiện mình viết đơn mình xin nghỉ. Còn tại vì Tết Việt Nam ở Mỹ mà, đâu có được nghỉ đâu mọi người. Bớt. Và phần 2 là dành cho những đối tượng đã và đang về Việt Nam ăn Tết. Ủa, chào dì Tám. Ủa, dì Tám mới tới chơi hả? Dạ, năm nay con về ăn Tết. Có bồ chưa? Dạ. Sống dắt về ra mắt đi. Có hả? Rồi chừng nào định cưới? Rồi chừng nào về đây cưới? Rồi chừng nào có con? Định tụi bay định đẻ mấy đứa?
Ủa mày chưa có hả? Vậy còn sáu là cái bánh. Trời ơi, tao dặn cha trước hả mẹ ơi. Chứ mày đi tay đi ta. Thôi bớt bớt đi, kiếm hàng tay nè cũng được. Ngân ngược đãi, ngân hiếp dâm tinh ngân thủ nghiệp. Mình duyên xíu, bớt hỏi. Rồi, rồi bây giờ là tới lúc mừng tuổi của cô Út rồi. Dạ, con mừng tuổi, dạ. Con cảm ơn. Cái này chị mừng tuổi nha. Bạn cháu lớn rồi nhá. Ủa, Cưng là ai? Con nhà ai mà sao? Con là con của cô ba. Cô ba là vợ của chú Năm á. Gì đâu, Việt Kiều gì đâu, lì trời xì. Trời ơi, Việt Kiều, mấy năm về mà lì xì coi nè. Việt Kiều gì đâu mà. Thiệt tình. Việt Kiều vợ. Câu đầu tiên khi mà Quỳnh Trang hỏi mọi người là điều gì khiến mọi người sợ, ám ảnh và ghét nhất khi mà về Việt Nam ăn Tết. 10 người là 9 câu trả lời y chang nhau. Lì xì tiền đô. Lì xì ít á thì bị chê là Việt Kiều dởm. Đối với những đối tượng đặc biệt, chúng ta cần phải có những chiến lược, chiến thuật đặc biệt. Và đây, thay vì đòi đô, hãy bỏ cái này vô. Đây là một cái tip mà Quỳnh Trang đã được xem đâu đó trên cộng đồng mạng. Hay là chiến thuật đặc biệt. Tôi thấy như dạo này mày béo rồi nhờ. Bên đấy bộ ăn đồ ngon đồ bổ không hỏi sao. Anh như mày mập lên chắc tầm chục ký nhỉ. Nhờ, thế nó béo tốt thế rồi chứ. Này, nói đi nhá. Không thế này là không thằng nào nó rước đâu. Tay nó cũng chả rước, thật đấy. Mọi người ơi. Các bạn trên lầu, các bạn ở dưới đất ơi. Nhớ nha, đừng bao giờ nói câu đó. Kể cả những người trong và ngoài nước. Nào, chúng ta đừng kém duyên như thế nhé. Cho Quỳnh Trang chia sẻ vài điều như thế này trước khi mà chúng ta kết thúc cái video này. Thực sự là khi mà Quỳnh Trang ở đây và lắng nghe những cái chia sẻ xung quanh của những người bạn, những người anh chị ở Mỹ, ở các nước châu Âu, ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản, ở tất cả mọi nơi trên thế giới, khi mà họ phải đi du học hoặc là họ phải đi lao động để xa xứ hay là đi với người thân định cư nước ngoài, thì cái việc mà họ bị cảm thấy áp lực đó chính là khi họ bị gọi là Việt Kiều. Cái tiếng đó không phải ai cũng thích nghe cả. Nào là phải tìm Việt Kiều thì phải mang tiền đô về lì xì, hoặc là vì Việt Kiều nên phải mang quà nhiều hơn. Thực sự khi mà mọi người bỏ cái chi phí ra để mà mua quà về cho những người thân của mình hoặc cho bạn bè xung quanh, thì đó là một cái khoản tiền nó không nhỏ. Rồi mang đồ từ cái nước xa xôi về tới Việt Nam, sau đó là nhiều khi nhận được nụ cười thì không nói, nhưng nhiều khi nhận được lại cái sự dè biểu hay là cái trề môi thì nó đắng lòng lắm. Và quý vị biết không, là để mà có một cái chuyến về Việt Nam như bao người, có rất là nhiều người họ phải để dành 3 đến 4 năm cái số tiền tiết kiệm họ mới dám về Việt Nam một lần. Nên thành ra là mọi người nghĩ là Việt Kiều về là sẽ rất là giàu, phung dung tiền, đủ thứ hết, cái gì cũng cứ để Việt Kiều chi. Mà mấy anh chị ở đây về thì, mà mấy anh chị ở xa về thì lại nghĩ là thôi lâu lâu về thì mình chi này ít, mình chi cái kia ít. Nhưng mà thật sự là để có những cái chuyến về 2-3 tuần thăm Việt Nam, thăm quê nhà, thăm tất cả mọi người là cả một sự nỗ lực và cố gắng, không chỉ là một năm, không chỉ là vài ba tháng, mà là rất là nhiều sự nỗ lực trong suốt nhiều năm của mọi người để dành tiền. Và ngoài ra thì ở Mỹ hay ở bất kỳ một nước nào đi chăng nữa thì cái việc làm để bảo đảm cho cuộc sống mỗi ngày nó là một cái bài toán. Nó vắt kiệt sức của mọi người ở nơi đây để bảo toàn được cái chi phí mọi người phải lo toan hàng ngày cho bản thân mình và cho cả gia đình. Nên công việc đối với họ rất là quan trọng. Nên việc mà để nghỉ 2-3 tuần về Việt Nam thăm gia đình, và đó còn là một cái bài toán thứ hai mà họ phải đắn đo rất nhiều lần để quyết định về thăm quê hương
Hy vọng là mọi người đã có được vài phút giây thư giãn cùng với Quỳnh Trang trong video lần này. Và cũng mong là thông qua cái video này thì những người ở xa sẽ tìm được sự đồng cảm, và những người mà ở Việt Nam cũng có thể hiểu được những tâm tư tình cảm của những người con xa nhà. Mọi người ơi, năm mới đến rồi, hãy tu nghiệp văn minh lên, bớt hỏi những câu mà mình cảm thấy là kém duyên. Duyên lên, duyên dùng lên mới cưng nha, và sang lên nữa. Năm mới tới rồi, chúc mọi người một lần nữa có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.